ដោយសារបងប្អូនខ្ញុំសម្រាប់ពួកគាត់ត្រូវគណៈពេលនេះសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តជនជនក្នុងកំពង់តាមដានទស្សនាតាមបណ្ដាញនិងភាសាព័ត៌មានស៊ីអសូនសូនប្រិយខ្ញុំណាពលិកខ្ញុំបានចាំសាររួមជាមួយសហការីកំពង់តែមានវត្តមានបាទគឺស្ថិតនៅត្រង់ក្នុងបរិវេណឃុំពូចម្រើនបាទដែលស្ថិតក្នុងស្រុកបោះសាត់បាក់ខាត់កំពង់ស្ពឺយើងនេះតតាមដងគណៈពលិកខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងលោកមេឃុំបាទដែលជាមេឃុំពូចម្រើនល្អណាស់បាទ គាត់កំពុងតែធ្វើការសម្រុះសម្រួលជាមួយនឹងភាគីខាងជនឆោបោកជាមួយនឹងបងប្អូនជាពលរដ្ឋជំនួយចាណៃទាំងអស់ហ្នឹងថាតើដំណោះស្រាយទៅរកដល់នៅទេពធីណាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តទូទៅជនរងចាំស្ដាប់បទប្បញ្ញត្តិរបស់លោកមេឃុំដែលគាត់ធ្វើការសម្រុះសម្រួលមុននេះជាមួយនឹងបងប្អូនជាពលរដ្ឋនឹងមតិរបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋយ៉ាងណានោះបាទអាចសួរលោកអំពីបានលោកអំដែលជាមេឃុំនៅទីនេះខ្ញុំសូមសួរដើមចោមបន្តិចលោ
ban tụt tuột phần mình khá tiếc thật quan mà rosi đừng sốc cái dương đấy không ông long pin nào đấy bạn chụp cô rương đi nhà thơ muốn ăn ở bàn đăng thì ở bàn đăng thì và ở bàn đăng thì đăng thì khai của mũi và khai của mũi hàng thép đăng tha miên mua ai chạy đom xây thế tha mơ đập bay mà bóp nữ và bóp nữ không phụ chỉ ra này thôi chứ vậy thép các bạn thì một sốc sốc các bạn đặt tiền cá ở nhóm chưa sư kẹt và sư kẹt và trang chỉ mua mì bóp và đặc biệt nhóm cho sư kết mùi mì phong ấy xua thức tốt ấp đeo miên chùm lời ấy đeo tha tốt phương ở rừng năng thị và xông bay tài rô mì cháu có ấp đề và rốt thư đi lẽ chết và lẽ chết xôn rô lưu đi bà quạt đã sắp như quạt sắp như quạt à sắp như quạt đã thị mình men miên chùm bạp ấy nà bà dương miên chùm bạp được chìa nẹ chong ca ấy dương miên ở nhà ban ấy tâm trứng bà nâng lại sẵn bà lo bà cho mà tôi nâng quên ấy là ông chùm rông chùm ra rồi viên là thiết kỳ mà xong khán ta chùm rông chùm rõ chúng ta tăng phí ngay nào mà đại nâng đi lịch lăng ngay mà phây phạm bầy bà lịch lăng ngay mà phây bầy hay đọc vui đi ta ai xong xua là ông ấy không thạch bà thả ta bao phô chùm rõ nó không không bố chùm ra ní tờ quạt mình phải mang cửa xa rồi dùng cần chụp phía rơi và màn phía rơi đây để màn mà tranh lung luôn cho mỗi người mấy cho bóng như phòng này anh đi chồng cô nông khốm với miên hai chị bạch sắp phía rồi ba để bàn vô thật nuôi mà đang mất đàn cao khốm cao khốm và tiền hàng khai tập kéo có miên nó hàng đo miên cháy có miên nó nung bênh có miên nó và đó là phía bay rưỡng mà đang khơi mục mó nó ở miên mó bị đi thì nuôi chẳng đấy và toàn bay rưỡng nhưng mà đăng tỷ bà tăng hình xua nè na có thay ăn như thế bạn đã bà bà lâu mới không bà ta nâng chung với nhà cả này hàng lớn đi bà hay là có mai cho tôi bán thế tha và chưa bán miên phẩm ăn nè chẳng không khôm cái đôi chia nơi ta mà đa khai nè miên phẩm ăn nè hay bà cứ chia thay với ca miên phẩm ăn liên là lá đây là ai thế thế mà chung mà thấm bà đi tu lấy bỏ hàng trao nhọn đăng đi bà thế bà tu lấy nâng nâng khôm bà nâng miên chết mùi rồi liên là rồi liên bà chết chết trên mà rồi liên không một khum ba bà cứ nó không khum ô chầm ra đấy bà cứ chất mà rồi liên là không tay một khum đi bà không là sọc bò xe đấy nhưng mà toàn cái nó không là tay chưa đi bà chắc là ai mà chạy tê tha ta không khum ô chầm ra đấy miên và mang cua xa cả đôi chia miên và mang cua xa đây vậy ở tới cũng ô chầm ra miên một con rằm bay rồi học tập một cua xa một con bay rồi học tập một cua xa ta là đây luôn luôn mà tranh bóc nó dương cất thì cua xa miên mang cua xa đây rồi đi kia bởi vậy cái thứ nông mà phun mà phun còn thấy miên là phun phai thằng lại gì thế thằng cất tí tí kì và miên đây phần ăn phun là phun khó cứ phải cái ăn thì dân ri lon chè chát bột rốn chè chè thấy và hay nâng ở phải bay cái ăn tôm và nâng nâng sau tích túi nha bởi đó là phải bay thế khởi gọt rút mò rô chẳng tư và thế rút gọt rút rô mình nên rút đặc biệt năng tỉ và rút chỉ mua mì cho một con nó ba lấy sáng bây giờ bây giờ thằng ca ban rồi thằng ca ban đi khác và chẳng bây giờ mất con là không không pu chấm ra này không bỏ lo mì không to chết mà rồi liền là bà hãy cần chia chấm luôn của sáng mà con còn bây rồi mà con buồn rồi học xong bây của xa bà chẳng dương phát sẽ bây giờ nhưng cứ tới tràn mình tên bà nhưng cứ chia sách ra mình chết mà rồi liền là nó tôi mất mình men không sọc bò xe thế sao mình chạm phăng đấy bạn đi cứ con tay mũi khum po chậm ran tê bà nó không sọc bò xe đưa miên của man khum xe là tay tiết cái đôi chân ta mình đa khai đi nia sky tiết bà chẳng ai còn ai
không khô mấy rồi liên chiêng chết chết mà rồi liên bà chắc dương ai san than thay với ai cho lên năng phân ra nhưng mà mình ai cho năng bà san than đẹp đa ban thế bà chẳng miền tây thấy chết và bây giờ miền miền thì việc khi sang khang còn đang phơi ca bông sập đâu bà thả ca để ban sập tổng miền bắc man liên là cứ cho mặt năng phơi ca mình chạy can tại lục bát chun bao phô này lo nhung sôm châu sẽ đừng tích á muốn đi khơi lục mấy khô man miền rum trang chiêu vào đất để tràn nó không khô đi ban phơi ca bà phía phía xa nên mua ta lục mấy khô rồi khơi chùm nó chỉ với chùm miền nam mua hết đặng bay đa sai chun bao phô chiêu vào đất phòng này bà là đi với chùm miền mua ban ti muối cứ dương ban sập rập chùm cốt từ tuôn nơi ca sầm nòng bi kia ki đau bập nốt hay là người trong bập nốt và cứ nông lẹ nè lẹ đè đọ cá mùi đón cứ mình kịch trồng thế cứ còn kịch sài sập kia rồi hay nè đây mình toàn ăn đặng cá mình toàn đọ cá cứ kịch hà sập kia rồi hay nè đây đọ cá lưỡi tí pí cốt kịch ơi sang sập kia rồi rồi nốt trồng chỉnh và đã đọ trồng chỉnh nó so đau mình của mình cứ còn kịch bận nặng tao bông bông chưa vừa rồi nói chung với nhà là ban phơi ca sầm rộp sầm rốn đấy ta miền ca giúp rôm và mang theo rồi đưa mời quạt mình ban giúp rôm thì nó là giúp rôm mười rồi theo rồi hơi và ban và giúp rôm rồi theo rồi hơi còn té còn nữ mình toàn túc chất hưởng thư cây xuân giá lại thành lôi chuột chọt chót rồi rồi và chẳng mong hoa lý xung quanh tầm thì đi ca pi đây càng chuột chọt chót còn quạt bò tập bạn đại hơi quạt và nó cũng có sầm rạ đại hơi sầm rạ hơi xung quanh là luôn là nhưng mà ba thầy tập năng đi và chúng là bom ta ta minh thiên ca bẹp na chụp phu chụp với nhà ca là nơi khang qua chụp với nhà ca và mô trọc thành bát bạc quạt ní dương thường miên ca bị phiên bẹp na đưa cho ca chặt chay bẹp na chun bọc gồm chiêu rốt này anh ấy thiên ca viên là dương rốt minh thủy vi đằng sáu tháng đập bay ở miên thủy vi nước rô và thổ tang bạc quạt đập bay mô tập quạt tục nữ bộ rốt bá lắm và ai nâng miên cách sân giặt râm trấu chụp phu một lời sáp mình ai kịch địa bàn đi nhưng xong xưa là mỗi là ta là ông đặt nông niêm chi ở nạp chưa ba đã chỉ mình khúc to là không sọc là không khung bôi dùm ra đi rồi bên đây khơi mình chưa vừa rồi là ông mà chỉ cho anh xa và chỉ tôn thì sao đi ba chỗ bật tên nữa hai cái hàng lơ ta là ông chỉ là chỉ mình khung to ta là ông mình là nông chất đó ta mình là râm chẳng nạp từ bánh mà và thôi mà đa dương là phục này kia mình đã sợ bài chất đi và sợ bài chất đây là khơi côn cro đi và chứ mình nghĩ thiếp nông niêm chi nhà thớ sôm sầm rót sầm rót ở dưới kia thật ngọt nè ba ba còn ta nhóm này sôm mà châu khoảng ba mươi trăm cam chờ bò lộc ôm tha nó khang khét ban là đo đầm đăng mà tha nó không là khum bò lộc ôm cứ biết là ấy miếng ốc nhà na chẳng ấy ấy đầm na bọc mà miếng ca cho mà cho bọc bọc một dương chẳng bao nhiêu bớt hà ốc nhá còn ta dư xoay rồi ăn miếng khơi ăn khơi và ăn khơi cái ta lịch lịch chính mất mình bên chị ốc nhà thì ba đây miên ở chôn nắng cọt nghe sọc nó là tin đấy tại cọt thì giờ một phần được đây vậy cái lỗ mai ai cho mình chặt thì bàn thế thật ta là nó chìm nó quên đấy đây là cái hạt thà qua đây chơi đây mình đã cho là đây thời chơi bao phun chiều các con phun này ca con luôn đôi chơi con phun này sầm rập sầm rúa cọt mình mua khai hay sọc nó là tin nào đây không sầm rập sầm rúa đi dương miên ở nơi đây không mua khai đi thì ba cọt mình mua khai đây và mua chân dây niêm chân dây niêm chân chân lấp chân lấp và chân trên lá chân bị bó chân bị bó là và hai đồng viên mi xây tiết của công oi hàng ở sầm mặt cách ra chưa rồi bật tỏ mặt cách bật tỏ qua đấy bây giờ dừng chạp bán bên chạp bán đi đi bán đi tham chỉ rót không luôn và không luôn không bật tục đầm bay rồi đầm lọt dài chẳng miên ai nâng ở bờ hàng ở sapa miên trọng đắng và chưa xuống to chỉ mới có tiết tơ miên đẹp nặng lại và đây nó bị cối rồi có chiếc chuyên đi cái trẻ nhỉ à con trẻ mà mình khăn ông nay mong ông thầy sầm rạ đại ấy bà con trai này chung với cả đây hàng lớn này bà con lục lỗ mà con trai mình thuê mà này chung với cả đây lớp đây mình thuê nháy bà lục ông ấy không còn mình sai quạt chơi game chơi rồi đầm la sai chun bao phô một chiều gặp nông sống này ban nó không qua đáy bàn tay để xa tay riêng thằng anh đi chừng mưa tàu hạ bay đôi chi riêng lục bàn tay để xa tay ca xây lôi ca vô phạm mà đá nó cứ miền nam miền đài trên lên lẹ sò ba trong bao phôn dương tu tơ hai và sập tốc vụ ai kết hợp hai chụp nó không dưỡng chốt phôn của xa chắc sập tốc ba phải dùng mặt phôn của xa và mặt phôn ở đây dùng mình đo phôn đi đo phôn kết tơ bị hai chia chất sập kia rồi bằng ốc quân trường ông bà quân bà nó quân trời bà ông ca bảo phơi bảo ông ấy không bà đi bao phôn một chiều ra dương mà bao mình mang snap ở ông ca quân chung mà nhỉ
បាទចំពោះគុណច្រើនបងបាទ 80,000 ដុល្លារប្រិយមិត្តបាទនេះហើយពេលនេះបងឃើញថាការសម្រាប់សម្រួលជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទជាច្រើនគ្រួសារដែលត្រូវបានសំណាក់ពួកគាត់ធ្វើការបាទថាឆោបោកទឹកប្រាក់របស់គាត់ជាច្រើនផងដែរដូចជាស្ដែងលោកបងពុកមិញបានធ្វើគាត់មិនបងនៅតែបងអស់ប្រមាណ 100,000 ដុល្លារបងដល់ 80,000 ដុល្លារបាទហើយពេលនេះបងឃើញថាការសម្រាប់សម្រួលមួយមីឃុំហ្នឹងតើគេព្រមព្រៀងឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចដែរបងអាច
bạn đã đặt bàn micro bắt a linh ta là phê nhưng chua nhưng mình thì mình về chẳng bà này ba nhưng mà thôi cáp sai cần tỏ tập nông bình mình đã thấy ba những thứ như nó ba là phê là không đi ba miền bong phun chờ mình tên ba lực lang lơ tí chứ tí tí như mình chọc à ta phải mất đi à nhưng mà có khơi thay bong phun nó tí nít tràn ba đầm bay thôi ca nó cần không đi cứ nhưng mà khó luôn nữa là thay chân cho bong chúng luôn bốn nè nó không ba là phê là không đi và được nó mình tụt miền đi phong đái ba những thứ nháy ban thì bong phun như chỉ tràn phong đái đại ban nơi diêm cam quạt bà tăng giúp có tiền thay bằng đá bà những khi ta miền đầm nặng ca đỏ sai bẩn to bẩn to đây bẩn đá phía trên đầm nặng sai nó bong phôi bị chiêu vượt đâu nâng chúng nói này bà ở bên không đi cứ mau chỉ trên bà cứ mau chỉ trên ta mà đa xong mới chụp nuôi mới khai sinh sinh bằng đá bà cứ mau nâng bà ở bên là nơi giờ sạt không phôi chụp ra đi đầm bay rơm cam đầm nặng ca đỏ sai nam môi đôi chia miền là nam bốc nặng ca na đầm miền bà đầm bay mơn ca prạ mơn ca ta phải mất bà, số mà chạy ca prạ con tích bà cứ không nông mùi mơ đà la, không nông mùi khai ca prạ bà là hốt ở đó 4 phần, 5 phần đà la, bà phải mất rồi. Không nông mùi khai ca prạ xa mà nâng bẹc đá là 20 phần thì đâm. Chẳng ngay tới bàn bà phôn dương mà bà lung khuôn, lung pran mà chưa được đó ca chanh bọc bà phì dùm nạn, nạn cho bọc còn lớn đi. Bà, thì hào thà, thiết khi... Bà, phần mai mai á, tôi tập trạng. Bà, bàn bài tập. Bà, hai tư phu na bà nấu hiếm, cứ nấu. Bà, bà má bà mất tất, chơi tình ác bà huynh. Bà, dương thua đây tham ca dương là dương minh chân. Bà, bà, ăn thua có cái đứa tế, ta là dương minh minh là ăn bài. Bình chân này bà can chun mò mò ao tam tái do bài bà, miên xa do xa, miên bà do tái, miên tập do tập. Bà, bà là cô, thì rất bà ấy trong một tổ mê mê. Bà chân dương dương bà dương tiếp. Bà, tầm ở bên. Bà ơi, giờ anh đó, bà giờ anh dạy thay em tiếp chứ, dạy tiếp. À, lâu chung vinh cái rương càng lớn đó mà anh vô khơi cho nó đây bọn. Và chung vinh cái rương càng lớn đấy khi ông vô khơi thà qua trâu tài miên tầm non song mau bình chia bộ rốt tầng o, bộ ấy qua bình chia bộ rốt tầng o sắp tiền nhẹ cro. Và sắp tiền nhẹ cro, qua rốt miên vô sắp mập, vô đăng ngay tê, lưu ta kịch hạ bán tàu kê tàu. Và bà chẳng qua cua ta anh đó bình chia bộ rốt vinh. Anh đó bình chia bộ rốt vinh hơi, song tầm non luôn. Và mang qua quật prom vô tờ tam năng tờ hai ba ba prom ơi quạt song mo à lâu ơi sầm nón quạt năng quạt song sa sắp phía rồi hai sắp phía rồi sam sắp phía rồi năng bong bong chia chun năng mai mai năng quạt prom mo hai cho phần té ơi song mo cùng ơi thả phía sân nhà năng ớt ba ớt tờ tiền đó nè ba ớt tờ tiền đâu ba sầm mo côn ta chúng ta là phu to là to ban là tập ra là phu to ban là ban lung dùng mũi quạt mà này là phu mà khi ông bán ăn ban lung tê vừa ấy khi ông bán đấy nè cro đã miên lôi tê bà ta côn bà côn bằng bảy pon bà côn bằng ca bằng bảy pon là lá nó khi ông mang ban ham đây các bạn ta mình bị chăng bán giờ tao đang kia tao bà côn nhóm bà biến ngay đây đây với tao cả đây bà đây qua tao cả đây bà lôi qua tao cả đây còn xong dùng hai còn bà biến rồi xin nó lôi qua tao mà mơn đi bà lâu ở hai ở linh hai bà ở linh hai hai đây nó cả đây xong cháy máu vô mà đang ở linh đâu bà ở linh nha bà anh bên ai tiếp đi pro ai quạt sân xa sân xóm lôi sân lon phong lôi cọ sọ ai kê phong ai phong năng bàn bàn năng xưa là cũng mua cho ta là nghịch đi bên vật thiên này ca chẳng na vẫn từ lơ ca đôi chân mình ca khoát luôn quạt chỉ muốn bốn đấy là bay rồi chăm ra sai cho mấy bọn phụ chiều rồi chúng ta miền bắc thiên cam đẹp na với phụ và to và mang ngay chết mà sân chi ở miền đồng nai sai na mới chui đào và chiều rồi bà phụ nhóm sân nhà chỉ muối ở đi ra tham với ba rưỡi có bon nấu khẳng khăn ông đã quạt chụp lôi quạt chụp lôi cái nắng sân nhà tha diêm mọi bàn đó là tranh lối cầm tháp đi dục bay dục tôi bay cả lá khai của diêm này ba tôi bay cả lá khai là một tiết của diêm ở quạt prom miền sầm non na muối ba sầm non đi quạt sai chẳng quạt thưa cách sân nhà ai đại bảy trăm ai nắng nhưng mà toàn tục chất đi bà bà chia chung là có toàn tục chất tròn là anh ta mì khống mì bó nâng mì sốt quát khoan là chiên nhận đăng lưu đi bà chăm chong chùm lái mua tiết ha mì khống mì bó nâng mì sốt nâng mê thì quý thằng o nắng xong ôi quát nắng chui chẳng đi a an bóng bà nẹ thằng buôn bà ôi quát chẳng đi a an bóng bà quát nẹ thằng buôn nâng rốt mắt quát chui xóm bà đã quát chui xóm là mất bàn thai chất bà nhưng mà chẳng rập quạt đấy thế chỉ chuyên mà chẳng rập quạt đấy thế cả dương thua rồi thua chẳng là bay quạt tiếp hàng nào đây bà làm bay quạt tiếp hàng lại chụp pèo đây bà quạt miên tổng ngôn mà lời này hái quạt tiếp cho hàng nó khang ngay bà quạt ở tuần miên tổng ngôn khang thế quạt còn đang lứa quạt hiện sĩ giàu thế đây quạt trăm cổ xa quạt đấy bà giặc tiền mặc hai đi khai nó nên ta cả bây giờ bò đây lục ôm mê khum pô chim ran mấy tha
nông khum bạc quan đấy bậc chia mà chắc khứa xa miền là mà bạc quan mà bảy rồi mà quân mới phải sắp vào mùi khứa xa bà ra đây phía rồi người ta tranh bao cái đôi chia ca lung luôn chỉ mùi nên bà chôn cho bao càng lớn cứ bà rồi hô tật đó là phải sắp phía rồi đây mà chắc khum thằng mũ là chưa thằng khum thằng mũ mà không khum bôi thằng mũ ở bậc chia sai phải không nông khum bôi thằng ra đấy chết mười rồi liền là rồi liền là bà không tem mười khum đi đi mất mình bên mà sốc hai bà hai quạt nơi thưa ca bẩn to bà tao bẩn mô prạ bom phun dương nó ta mà đa khum xây xây khát xây xây chết cứ mình chỉ chờ khát chan cả khum xây chết phong đá bà miên bà dùng rọ khát là thua để ban chuột bom một miên khang à cặp bốt bà như chúng nó cặp phun phứ cặp bốt kéo bà khang phun phun khang xe nước có đôi chiếc khang bật bóng nâng khang bay lên bà như ban chuột quạt bằng mấy nhà chỉ muốn khang phun sạp mới tiệt bà này qua là mà khum phô cho mà ra ăn tiếp rồi mất bà chết mà rồi liên là rồi hơi bà hai cô mà đang thả con vô tập răng được thưa ấy nè anh phu này mình đang khai thả con vô bàn tôi đã bảo mô lưu bong phố nó còn mình thả vô lưu tập thưa ấy khai nhưng mình mang làm đang khai tiếp phu nhưng nhìn trong bàn là bây giờ ca bất xông công bà đất công bà play ấy bà bật thủ là con miên bánh hai chẳng dương kia xong xong vậy là chỉ ca bất là phu nè bà nâng này à lâu chứ bó là miên muối bà tam để dạ phê trăm bà muối ngay lưu để con bà mô trong coi nhí lưu nó ngặt toàn vô đặt thưa ấy đi bà lôi nắng quất nâu nắng bay quất nắng mỏng tôi bay quất vô để trái của trái tôi nói đây lôi tràn khăn à bà mà lạc khai mà khai môn món nắng thai vô tàu xi son vô đầm vòi vòng vòi lan rồi bôi con cháu đang được chưa nè bà tình làm tình tiệt bộc cười cho bà lôi vào muối ngay đấy à tôi vô tàu na thế lôi vào muối ngay nhưng chưa là nâu nâu không phun chơi nắng rồi còn nâu không cần gì thế nào mùi bà san chia quất vô lấy chứ vô lấy khát đập ban vô lấy kia kia đào gọt gọt vô lôi cả đạn nắng vô một phần trăm với nhá, một phần trăm luôn luôn con với nhá, và hai chỉ lôi, và đại bộ ấy lan vào đây có ăn lôi luôn, đây vào nó có ăn lôi luôn, tia con có ăn lôi đây, ta bỏ con bên lên từ kia để con vô lôi cả đạn nữa, và hai chỉ ăn, và hai chỉ bong ôi nó prom tia cả đào, hai nhặt từ nia nó mề khum, mề sốc, mề thử vi, từ nia tiết và hai chỉ bong ôi nó khi nó tục chất sai vậy, và nó liên sai cho nhau 200 để vô đi, và đào ngay vụ ấy nhâm trăng ơi con từ nia nó làm bay kiệp ngôn muối đạo ở ngôn nội bom ổn ở chặt và cũng ở quận đầu trang tiết và ở con vô con chồng mà bây giờ mất ra nên chung bây giờ rương thẳng lớn đi và cạn đây và dương khơi tha cạn đây chùm rong chùm ra rồi viên đã chung cho bao càng lớn chùm môi đang bao vô chưa rõ đi bà cứ mới dương mơ tao hai bây đôi chi từng smoke smang tạch và con chui lên xa tựa xa ta bao vô chưa rõ dương miên tran cua sa đây sa chẳng may ban nhầm giờ chẳng cứ là hốt đó cho tung phan cua sa lư tran chẳng hay ở vậy đại do trop đôi chỉ quan mình lui mình cãi dòng ra nó bị tran cứ gần mình cả đá nam đi bà cứ quan văn viên cả đá nam nam môi nhầm bay mình chia tha ban prom priêng đăng lưu đón mình không mình phun thì ba chấm nói như môi đại thuê bom phun bị chia rồi như mình cãi là ba có vận tay không chấm nói như bà phía kia khang lư nước cô lục ban thuê ca sai bằng phứ cặp rôm từ tua nơi cầm hoa bạc qua đây bà bông quạt phồng từ tua cầm hoa qua đây mình đấy bà ở với đây từ tua sạch phạm bị bong phồng nước quạt phồng song hàng sập rồi anh đây là phạm đau mấy phần đây mình đang thay quạt từ song đầm nặng ca như nào thì trong mặt sau đằng này sa ta đã ca của đã phạm năng cứ mình ca phạm phai mình tên rồi mất bà cứ không mình mơ được lá mình ca phạm ở hồ từ đầu phạm phồng ở la có đôi chia bà sai sập rồi từ hàng sập rồi chia đây là phạm đau bà không một hai trong ấy tư bản đau lại bong phồng dương mình ca bà long chưa chấm đánh nam mới nút bà xong có mời bà phụ dương mình ca đi cô này thắng bà dương là ngôn lệ bà nè na để vô lui bà ôi ca bà dành chân thời trang bà mất bà tôi khá tớ dương nâu chùm nói kể lại ca hợp to từ biển đăng bà dương sạp chung vinh nhà rương thực đăng thả quát từ bốn lại quát mình chọn thì đăng thả bao hai có bàn tay qua thắng chỉ đạp bàn đạp bàn đạp bàn nhưng từ phía quát đạp mập rớt từng ngọt như thế bà có khát bong từng ngọt như bà chỉ trả lời phòng đấy đôi giờ bà phụ dương cho thằng bốn chân trong bàn xong phía chùm mùi nâng mình không bà tôi nhầm ra này bà con ba mươi sáu tháng bà chiều bà con được nông khum nít miền mà mơn mà phong phẩm buôn rồi ba sáu phẩm mười của xã bà cứ miền ba sáu rồi bà đặt tàu bà là lung luôn chưa từ lư bà xem bà con mà đang tiêm từ đây đang ba ba tầm cả bà còn đây thì chắc con còn đang chưa bán miền bên kia bà con mới xem ai mau mau do khơi bà khơi miền khơi miền tập tới bạn mà kêu đâu thằng mất mặt bạn kêu đâu lên là không bạn đang mau mau bạn chẳng nói tư tư bạn ở mắt ngạo là biết mình bạn mau chơi riêng kia bạn riêng riêng tôi tại tên lưng
បាទមិនបងប្អូនយើងនៅមុខនឹងស្លាឃុំពូចម្រើនបាទតែម៉ែនឹងចាំអីដែរម៉ែចាំអីដែរចាំយកលុយចឹងបាទម៉ែដែរម៉ែម៉ែដែរបាទបងប្អូនមកទៀត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 បាទបងប្អូន
បងៗយើងអ្នកខ្លះមាន 20,000 30,000 ដុល្លារ 10,000 ដុល្លារជាង
ចឹងពេលខ្លះគាត់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការសងគេបន្តភាគច្រើនតាមការសាកសួរគាត់លក់ដីលក់គោលក់ទ្រព្យរបស់មានតម្លៃបាទក៏ដូចជាគាត់ទៅយកលុយរាប់គេបាទយកលុយអង្គការធ្វើយ៉ាងម៉េចបានលុយឲ្យច្រើនបាទដើម្បីបានការថ្លៃដើម្បីគុណគុណគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែជួយទៅវិញបាទខុសពីការគិតរបស់គាត់បាទក៏ត្រូវបានបាទក្រុមឆោបោកខាងលើនេះបាទមួយក្រុមរបស់គាត់បាទមានគ្នាច្រើនមែនទែនបាទសឹងតែជាបងប្អូនគាត់បង្កើតតែម្ដងបាទបាទគឺបានធ្វើការឆោបោកក៏ដូចជាការបោកប្រាស់ទំនុកចិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទអស់ប្រាក់ជាច្រើនបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ទង់ណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងតាមចំណុចទេគឺក្នុងឃុំពូចម្រើននេះបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមាន1986កុសាបាទគឺ 80% នៃបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺជាសាច់ប្រាក់អស់ចិត្ត100លានដុល្លារបាទនេះ100លានគឺតែមួយឃុំទេប៉ុន្តែនៅឃុំពូចម្រើនចេះស្រុកបោសែនមានប៉ុន្មានឃុំបាទនៅតាមដាខាត់ផ្សេងផ្សេងនេះប្រិមត្តសូមបញ្ជាក់ណា100លានដុល្លារនឹងមានឃុំសូមបញ្ជាក់ថាគឺក្នុងតែស្រុកក្នុងតែឃុំពូចម្រើនទេមួយឃុំទេបាទប្រិមត្តតែមួយឃុំទេបាទដល់100លានដុល្លារនេះហើយនៅតាមបណ្ដាឃុំផ្សេងផ្សេងទៀតបាទនៅតាមការស្រុកផ្សេងផ្សេងខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងវាអាចច្រើនជាងហ្នឹងមេទេខ្ញុំអាច្រើនជាងហ្នឹងដឹងមិនដឹងប្រមាណនេះខ្ញុំមិនទាន់បានព័ត៌មានច្បាស់ការណាមួយជុំវិញបំណុលជុំវិញសាច់ប្រាក់កលើទេបាទខ្ញុំដឹងថាតើសាច់ប្រាក់កលើនេះមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ជូនទៅបងប្អូនបន្តទៀតពីព្រោះនេះខ្ញុំបានតែសាក់សួរត្រឹមតែមេឃុំអញ្ចឹងគាត់ក្នុងនាមជាមេឃុំនៃឃុំពូចម្រើននេះបាទគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់តែទិន្នន័យឬស្ថិតិសម្រាប់ឃុំគាត់មួយទេគាត់មិនមានសិទ្ធិក្នុងការបោកស្រាយទៅបណ្ដាស្រុកដាក់ខេត្តផ្សេងៗទេបាទនៅពេលនេះយើងឃើញហើយបងប្អូនយើងបាទមានចាស់មានក្មេងបាទគាត់មកទីនេះគឺដើម្បីរងចាំដំណោះស្រាយក៏ដូចជារងចាំទទួលសាច់ប្រាក់របស់គាត់ដែលគេព្រមសងប្រមាណ100%វិញបាទមានការខាត់បងច្រើនមែនទែនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទរហូតទៅលះបងចេះទៅប្រិមិត្តបាទលុយ10000ដុល្លារបើគេព្រមសងបាទយកតែ5000ដុល្លារទេអញ្ចឹងគាត់សង្កត់ចោល 50% បាទនេះបាទដើម្បីបញ្ចប់រឿងបាទនេះពិតជាល្អមែនទែនគឺគាត់ស្ម័គ្រចិត្តដោះស្រាយនៅក្រៅប្រព័ន្ធផងដែរបាទបងប្អូនយើងនេះហើយបាទច្រើនណាស់បងប្អូនគេច្រើនមែនទែននេះក្នុងតែមួយឃុំទេប្រិមិត្តចោះនៅឃុំដតៃស្រុកដតៃទៀតបាទតើតើត្រូវប្រមាណ100លានដុល្លារទៀតនេះខ្ញុំនិយាយ100លានចាប្រិមិត្តពីព្រួយតាមឃុំពូចម្រើនមួយទេប្រជាជននឹងឃុំពូចម្រើនមួយទៀត100លានដែរចេះតម្រាប់នៅឃុំផ្សេងផ្សេងស្រុកផ្សេងផ្សេងខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏100លានទៀតដែរមិនដឹងប្រមាណទេអញ្ចឹងខ្ញុំមកស្នើជាបានព័ត៌មានច្បាស់ការណាមួយខ្ញុំនឹងធ្វើការបំភ្លឺផ្សាយជូនបងប្អូនជាបន្តទៀតហើយនៅពេលនេះបងប្អូនយើងធ្វើការផ្សាយនេះដើម្បីស្វែងរកនៅមុខនៃការណាដើម្បីជួយទៅលើពួកគាត់ផងបាទពួកគាត់កំពុងតែមានការលំបាកក៏ដូចជាកំពុងជួបប្រទះបាទមិនដឹងថាទៅពឹងពាក់ណាណាបាទគឺអ្វីសំខាន់គឺគាត់អត់មានចង់មានការបដិងផ្ដល់វិញឆ្ងាយទេគាត់ចង់បានសាច់ប្រាក់គាត់ទៅវិញទេសូម្បីតែពេលនេះគាត់សុខចិត្តយកតែ 50% ទៅមានតែប្រិមត្តបាទគាត់មិនចង់បានច្រើនទេហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទធ្វើការផ្សាយលើកទី3ហើយបាទខ្ញុំបាទនឹងសូមធ្វើការបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ត្រឹមនេះបើមានព័ត៌មានអីផ្សេងទៀតបាទសម័យកូវីដក៏លែងខ្លាចស្លាប់ហើយប្រិមត្តបាទដើម្បីមិនចាំយកលុយប្រិមត្តបាទបើមានតែមួយឆ្លងរបស់នេះគ្មានសល់ទេបាទបាទនេះហើយបាទបងប្អូនយើងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ត្រឹមនេះផងហើយជុំវិញករណីបាទដល់ចម្រងចម្រាស់រវាងជនឆោបោកប្រាក់បងប្អូនជាច្រើនអំសន្តិការជាច្រើនផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ត្រឹមនេះផងដែរបាទបើមានព័ត៌មានអីលម្អិតផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងចែកជូនបងប្អូនបន្តទៀតបាទគឺបាទគឺនៅវេលាល្ងាចបាទវេលាម៉ោង 5:51 ទីត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបាទជុំវិញករណីខាងលើនេះគឺមិនទាន់បានដោះស្រាយច្រាស់ច្រឡោះក៏ដូចជាបានព័ត៌មានណាមួយពិតប្រាកដឡើយទេបាទគឺនៅមានការទាញបន្ទងគ្នាប្រិមត្តបាទជុំវិញការដឹកឆោមមកខាងលើនេះបាទជុំច្បាស់ក៏សូមគោរពជូនពរប្រិមត្តទូទៅជូនដល់ចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបាទតាមបានអង្គភាពសាព័ត៌មានស៊ីសូមសូមពីខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទក៏ដូចជាបាទសូមគោរពជូនពរបងប្អូនបាទធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយបាទសូមគោរពជូនពរនូវសុវត្ថិភាពបាទធ្វើដំណើរទៅទីតំណាងបណ្ណាសូមជូនពរសុខភាពល្អបងប្អូន